Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là bản tin trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Tổng giám mục Ganswen bày tỏ hy vọng Đức Benedicto sớm được tuyên thánh. Đức Tổng giám mục Georg Ganswen, thư ký của Đức Benedicto cho biết, Ngài hy vọng Đức Benedicto 16 sớm được tuyên thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình EWTN của Công giáo Hoa Kỳ, người phỏng vấn đã nhắc đến sự kiện trong lễ an táng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi đầu tháng 4 năm 2005. Có nhiều tín hữu hô to và mang biểu ngữ Santo Subito, nghĩa là tuyên thánh ngay, và hỏi có thể xảy ra như vậy với Đức Benedicto 16 không? Đức Tổng giám mục Ganswen đáp, tôi tin là sẽ có chiều hướng như thế. Hiện tượng như vậy cũng có thể xảy ra với Đức Benedicto 16. Ký giả Peter Seward, tác giả cuốn sách phỏng vấn dài với Đức Benedicto, mới đây cũng đã bày tỏ xác tín tương tự. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Ganswen cho biết, thách đố lớn nhất đối với Đức Benedicto 16 trong triều đại giáo hoàng của Ngài là điều mà Ngài gọi là thuyết duy tương đối. Đức tin Công giáo và Giáo hội Công giáo xác tín rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, sự thật đã sinh ra và đã làm người. Như Chúa Giêsu đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Trong khi đó, những người theo thuyết tương đối thì nói, sự thật mà bạn công bố là điều chống lại sự bao dung. Bạn không bao dung đối với những xác tín khác. Nghĩa là, trong khi Kitô giáo, về vấn đề liên quan đến phong trào đại kết, bạn không bao dung đối với các tôn giáo khác, bạn coi nhẹ họ. Nhưng dĩ nhiên, nói như thế là không đúng. Bao dung có nghĩa là tôi coi trọng mỗi người trong niềm tin, trong xác tín của họ và đón nhận họ. Nhưng làm như thế không có nghĩa là tôi phải hạ giá đức tin của tôi, hủy bỏ niềm tin mà tôi xác tín, tương đối hóa đức tin mà tôi đã nhận được để thông truyền cho người khác. Hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Thái độ như vừa nói là duy tương đối. Và thế là chúng ta có vấn đề về tương quan giữa đức tin và lý trí. Đó là một trong những điểm mạnh của Đức Benedicto 16. Cuốn sách kể tất cả sẽ vạch trần những thủ đoạn đen tối. Thư ký riêng lâu năm của Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto 16 đã viết một cuốn sách tiết lộ tất cả mà nhà xuất bản của Ngài hôm thứ Hai đã hứa rằng sẽ nói lên sự thật về những lời vu khống trắng trợn, những thủ đoạn đen tối, những bí ẩn và vụ bê bối đã làm hoen ố danh tiếng của một vị giáo hoàng nổi tiếng, được biết với quyết định thoái vị lịch sử. Theo một thông cáo báo chí, nhà xuất bản khổng lồ Mondadori của Ý cho biết, cuốn sách không có gì khác ngoài sự thật. Cuộc sống của tôi bên cạnh giáo hoàng Benedicto 16 của Đức Tổng giám mục Georg Ganswen sẽ được xuất bản trong tháng này bởi nhà xuất bản PME. Đức Benedicto qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 95 và thi hài của Ngài được trưng bày hôm thứ Hai tại đền thờ Thánh Phêrô trước tang lễ hôm thứ Năm do người kế nhiệm Ngài, Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Đức Tổng giám mục Ganswen, một linh mục người Đức 65 tuổi, đã sát cánh bên Đức Benedicto trong gần 3 thập kỷ. Đầu tiên, với tư cách là một viên chức làm việc cho Đức Hồng Y, lúc bấy giờ là Joseph Ratzinger trong Bộ Giáo lý Đức tin. Sau đó, bắt đầu từ năm 2003, với tư cách là thư ký riêng của Đức Ratzinger. Ngài vẫn là người gác cổng, người bạn tâm tình, và người bảo vệ của Đức Benedicto trong thời gian nghỉ hưu kéo dài một thập kỷ, đồng thời phục vụ cho đến gần đây với tư cách là chủ tịch phụ giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Chính Đức Tổng giám mục Ganswen
đã cử hành nghi thức sức dầu bệnh nhân vào thứ tư tuần trước, khi sức khỏe của Đức Benedicto xấu đi, và chính Ngài đã gọi điện cho Đức Francisco vào ngày thứ Bảy để báo cho Ngài biết rằng Đức Benedicto đã qua đời. Theo PMA, cuốn sách của Ganswen chứa đựng lời chứng cá nhân về sự vĩ đại của một người đàn ông ôn hòa, một học giả kiệt xuất, một hồng y và một giáo hoàng đã làm nên lịch sử của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, nó cho biết, cuốn sách cũng chứa một bản tường thuật trực tiếp sẽ sửa chữa một số khía cạnh bị hiểu sai về triều đại giáo hoàng, cũng như những âm mưu bôi nhọ Đức Benedicto. Hôm nay, sau cái chết của vị giáo hoàng danh dự, đã đến lúc vị đứng đầu gia đình giáo hoàng nói ra sự thật của chính mình về những lời vu khống trắng trợn và những thủ đoạn đen tối đã cố gắng vô ích nhằm phủ bóng lên huấn quyền và hành động của vị giáo hoàng người Đức. Thông cáo báo chí cho biết, lời tường thuật của Đức Tổng giám mục Ganswen cuối cùng sẽ đưa ra diện mạo đích thực của một trong những nhân vật chính vĩ đại nhất trong những thập kỷ gần đây, người thường bị các nhà phê bình chê bai một cách vô cớ là Panzer Cardinal, Hồng Y Thiết Giáp, hoặc Gottes Rottweiler, con chó nhà Đức Chúa Trời, tuyên bố nói, đề cập đến một số biệt danh phổ biến ám chỉ Đức Benedicto trên phương tiện truyền thông của Đức. Cụ thể, nhà xuất bản cho biết, Ganswen sẽ đề cập đến vụ ám sát nhân cách hay nói cho dễ hiểu là vụ bôi lọ Đức Benedicto vào đầu năm nay từ quê hương bên Đức của Ngài. Vụ Vatilix, trong đó quản gia riêng của Đức Benedicto XVI làm rò rỉ thư từ cá nhân của Ngài cho một nhà báo, cũng như các vụ bê bối lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và một trong những bí ẩn dai dẳng của Vatican. Vụ mất tích năm 1983 của con gái 15 tuổi của một viên chức Vatican là cô Emanuela Orlandi. Các phương tiện truyền thông ở Đức cho rằng nhiều người tin tưởng rằng cái chết của Đức Benedicto là một dịp để Hồng Y Reinhard Marx, là người đã được chính Đức Benedicto tấn phong Hồng Y, và giám mục Georg Baxing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đưa ra lời xin lỗi về vụ tấn công bôi lọ Đức Giáo Hoàng danh dự. Một lời xin lỗi như thế đến nay vẫn chưa xảy ra. Cuốn sách dường như chỉ là một phần của những gì được Đức Tổng giám mục Ganswen định hình như một cuộc phản công nhắm vào các phương tiện truyền thông muốn tiếp tục tấn công Đức Benedicto ngay sau cái chết của Ngài. Cuộc phản công này có lẽ đã bắt đầu bằng việc công bố hôm thứ Hai các đoạn trích của một cuộc phỏng vấn dài mà Ngài đã thực hiện trên đài truyền hình RAI của nhà nước Ý vào tháng trước, sẽ được phát sóng vào thứ Năm sau tang lễ. Theo những đoạn trích đăng trên báo La Repubblica, Đức Tổng giám mục Ganswen đã kể lại việc Ngài đã cố gắng can ngăn Đức Benedicto từ chức sau khi vị giáo hoàng lúc bấy giờ nói với Ngài vào cuối tháng 9 năm 2012 rằng Ngài đã quyết định. Đó là 6 tháng sau khi Đức Benedicto ngã vào ban đêm trong chuyến thăm Mẹ Tây Cơ và xác định rằng mình không còn có thể đảm đương được sự khắc nghiệt của công việc. Ngài nói với tôi, anh có thể tưởng tượng tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về điều này. Tôi đã suy ngẫm, tôi đã cầu nguyện, tôi đã đấu tranh. Và bây giờ tôi thông báo với anh rằng một quyết định đã được đưa ra. Nó không phải là vấn đề còn có thể thảo luận. Đức Tổng giám mục Ganswen cho biết Đức Benedicto đã nói với Ngài như thế. Đức Tổng giám mục Ganswen cũng đề cập đến những cuộc đấu tranh và những vấn đề mà Đức Benedicto phải đối mặt trong suốt 8 năm làm giáo hoàng của mình. Và nhắc lại rằng, ngay từ đầu, ngày đầu tiên được bầu vào ngôi giáo hoàng, Ngài đã xin những lời cầu nguyện để bảo vệ Ngài khỏi những con sói muốn bắt Ngài. Đức Tổng giám mục Ganswen đặc biệt trích dẫn sự phản bội của Vatilix dẫn đến việc người quản gia bị tòa án Vatican kết án, chỉ được giáo hoàng ân xá 2 tháng trước khi từ chức. Đề cập đến các phương tiện truyền thông, Đức Tổng giám mục nói, bất cứ ai nghĩ rằng có thể có một triều giáo hoàng thanh thản thì đã chọn nhầm nghề.
Một linh mục chính thống Nga tại Ukraine bị đâm trọng thương. Một linh mục chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ chính thống Mạc Tư Khoa đã bị một kẻ lạ mặt dùng dao đâm tại thành phố Vinnytsia ở miền trung Ukraine và sau đó được đưa vào nhà thương điều trị trong tình trạng bị thương nặng. Hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin, linh mục trưởng Anthony Kovtoniuk đã bị tấn công bằng dao. Kẻ hành hung đã vào nhà thờ Mẹ Thiên Chúa ở Vinnytsia và bắt đầu có những hành động bất thường. Khi vị linh mục tìm cách làm cho người ấy bình tĩnh lại và tôn trọng trật tự, thì ông ta dùng dao đâm vào cổ họng của linh mục. Cuộc điều tra về vụ tấn công này đang được tiến hành. Trong thời gian gần đây, Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa bên Nga bị các giới chức an ninh của Ukraine đặc biệt chiếu cố điều tra. Một số tin tức nói rằng các binh sĩ điều tra đã tìm được những tài liệu thân Nga. Quốc hội Ukraine cũng đang được yêu cầu soạn thảo luật cấm các cộng đồng chính thống Ukraine thuộc Mạc Tư Khoa không được hoạt động. Hai trăm quân nhân bảo vệ sơn cước Bavaria về Roma dự lễ an táng Đức Benedicto XVI. 200 quân nhân bảo vệ sơn cước thuộc miền Bavaria, quê hương của Đức Benedicto, đang về Roma dự lễ an táng của Ngài vào sáng thứ Năm, ngày 5 tháng Giêng tới đây. Đức cha Vodelhauser, giám mục giáo phận Regensburg, nơi Đức Benedicto làm linh mục giáo sư trong 8 năm từ 1969 đến 1977, trước khi làm tổng giám mục giáo phận Munich, đã cho biết như trên. Theo thông báo của đoàn bảo vệ sơn cước vừa nói, một số vị sẽ đi trong phái đoàn của Thủ tướng Markus Söder, bang Bavaria, về Roma bằng máy bay để dự lễ. Các quân nhân khác sẽ di chuyển bằng 5 xe buýt. Trong số này, có các thành viên thuộc làng Traunstein và Tegesi, làng quê của Đức Benedicto XVI, và trong 20 năm trời, Ngài cũng là thành viên danh dự của đoàn này. Đoàn bảo vệ sơn cước miền Bavaria cũng có sứ mạng bảo tồn phong tục, truyền thống và văn hóa của miền này. Nhiều giám mục Đức cũng sẽ về Roma dự lễ an táng. Không kể phái đoàn chính thức của nước này, trong đó có giám mục Georg Baxing, hai đức hồng y tổng giám mục Munich và Kohl, đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau, là nơi sinh trưởng của Đức Giáo hoàng danh dự. Đức Benedicto XVI sẽ được chôn cất cách Thánh Phaero khoảng 30 mét. Vị giáo hoàng người Đức sẽ an nghỉ trong ngôi mộ mà người tiền nhiệm người Ba Lan đã sử dụng trong 6 năm. Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto XVI sẽ được chôn cất trong đền thờ Thánh Phaero, trong ngôi mộ cũ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, xác nhận ngày 2 tháng Giêng năm 2023. Vị trí này trong các hang động của Vatican gần mộ của Thánh Phaero đã bị bỏ trống kể từ khi hài cốt của Đức Giáo hoàng người Ba Lan được chuyển đến tầng trên của ngôi thánh đường vào năm 2011. Nhà nguyện nơi chôn cất vị giáo hoàng thứ 265 đã là nơi an nghỉ của vị tiền nhiệm của Ngài trong 6 năm. Người đã yên nghỉ ở đó sau tang lễ của Ngài vào ngày 8 tháng 4 năm 2005. Ngôi mộ nằm ở cuối phía bắc của khu hầm mộ Vatican, cách mộ của Thánh Phaero khoảng 30 mét. Nó cũng được sử dụng cho Đức Gioan 23 trước khi vị giáo hoàng được chuyển đến bàn thờ của Thánh Jerome sau khi được phong chân phước vào năm 2001. Các vị giáo hoàng được phong chân phước thường được trao một vị trí danh dự trong chính đền thờ Thánh Phaero. Ngôi mộ tương lai của Đức Benedicto XVI đã trống từ năm 2011. Hài cốt của Đức Gioan Phaolô đệ nhị sau khi được tuyên bố là chân phước đã được dời lên bên dưới bàn thờ của nhà nguyện Thánh Sebastiano ở lối đi bên phải của gian giữa đền thờ Thánh Phaero. Việc di chuyển hài cốt này cho phép các tín hữu dễ dàng cầu nguyện trước các ngài và đã xảy ra sau khi thi hài của chân phước Innocente thứ 11 cai quản giáo hội từ 1611 đến 1689 đã được di chuyển từ nhà nguyện Thánh Sebastiano đến đền thờ Chúa Hiển Dung ở phía bên trái của gian giữa. Đức Benedicto XVI sẽ được chôn cất tại đền thờ Thánh Phaero.
sau tang lễ mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành vào ngày 5 tháng Giêng. Vị giáo hoàng quá cố muốn tang lễ được tổ chức đơn sơ và chỉ có hai quốc gia chính thức được mời cử phái đoàn là Đức và Ý. Chuông sẽ rung cho Đức Benedicto XVI trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Đức. Một hồi chuông nhà thờ sẽ vang lên trên khắp đất nước Đức để tang Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI vào hôm thứ Năm, ngày tang lễ của Ngài. Chuông của tất cả các nhà thờ công giáo thuộc 27 giáo phận của Đức dự kiến sẽ điểm vào lúc 11 giờ theo giờ địa phương ngày 5 tháng Giêng để tỏ lòng thành kính với Đức Cố Giáo Hoàng. Các giám mục từ 27 giáo phận ở Đức dự kiến sẽ tham dự tang lễ ở Roma. Tất cả 7 giáo phận Bavaria sẽ được đại diện bởi các giám mục tương ứng. Đối với Tổng giáo phận Munich và Freising, nơi Đức Benedicto với tư cách là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là Tổng giám mục từ năm 1977 đến năm 1982, một phái đoàn do Đức Hồng Y Reinhard Marx dẫn đầu sẽ tham dự lễ tang. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ dẫn đầu phái đoàn nhà nước chính thức từ Berlin. Ông sẽ tham gia cùng với Chủ tịch miền Bavaria Markus Söder, cùng với một phái đoàn lớn của Bavaria. Các nguồn tin nói với CNA Deutsche, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA. Tổng thống Ý Sergio Mattarella là một trong những người đầu tiên đến thăm nhà nguyện tang lễ của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Thủ tướng Giorgia Meloni cùng với các quan chức khác trong chính phủ của bà cũng tham dự vào sáng thứ Hai ngày 2 tháng Giêng và cầu nguyện trong vài phút trước di hài của vị Đức Nguyên Giáo Hoàng. Nhiều nguyên thủ quốc gia và hoàng gia khác đã đến để tỏ lòng thành kính hoặc đang tham dự lễ tang với tư cách không chính thức. Những người này bao gồm Tổng thống Hung Gia Lợi, Katalin Novak, Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda, Vua Philip của Bỉ và Nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha, trong số những người khác. Giám đốc văn phòng báo chí Vatican, Marta Bruni, nói với các phóng viên, theo nguyện vọng của Đức Giáo Hoàng danh dự, tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản. Bruni nhấn mạnh rằng, đó sẽ là một đám tang trang trọng nhưng đơn sơ. Đức Benedicto XVI qua đời vào ngày 31 tháng 12, lúc 9 giờ 34 sáng theo giờ Roma. Theo xác nhận của thư ký riêng của Ngài là Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, những lời cuối cùng của Ngài là bằng tiếng Ý. Signore ti amo, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.